Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn Sơn Mark Home. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm căn nhà của anh Nguyên ở Ninh Bình. Và trước khi mà Nhật An giới thiệu về căn nhà của anh Nguyên thì cũng như thường lệ, Nhật An sẽ phải dành ít phút để giới thiệu lại về kênh YouTube của Mark Home và nhà đẹp Mark Home đến với tất cả quý vị. Với kênh YouTube của Mark Home, hiện tại chúng tôi đã hơn 90.000 lượt đăng ký và đang tiến tới cột mốc là 100.000 lượt đăng ký. Còn kênh nhà đẹp Mark Home đã có hơn 100.000 lượt đã hơn 1 triệu đăng ký rồi quý vị nhé. Và cả hai kênh thì chúng tôi đều phát triển song song. Phải nói là chúng tôi giới thiệu hàng ngày luôn rất nhiều mẫu nhà để quý vị có thể lựa chọn. Bên cạnh đó thì Nhật An và các MC cũng sẽ đi review những công trình thực tế của Mark Home đang trong quá trình thi công hoặc là những công trình đã hoàn thiện rồi, để quý vị sẽ có cái nhìn trực quan hơn để xem là một công trình từ cái bản vẽ 3D đến khi là hình thành thực tế nó sẽ như thế nào. Thì em nghĩ là đấy cũng là những cái điều mà quý vị rất là mong muốn để biết, đúng không nào? Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có rất là nhiều nền tảng khác để nếu như quý vị mà yêu thích Mark Home, chúng ta muốn thì cũng có thể theo dõi, đó chính là Facebook Nhà đẹp Mark Home, kênh TikTok Nhà đẹp Mark Home và đặc biệt là website riêng của Mark Home tôi là thiết kế thi công trọn gói .com. Trên website này thì bên cạnh những mẫu nhà, chúng tôi còn có một cái công cụ mà thật sự được rất nhiều quý vị quan tâm trong thời gian qua, đó chính là thước lỗ ban online. Cho nên là nếu quý vị có nhu cầu thì có thể truy cập vào website của Mark Home là thiết kế thi công trọn gói .com để chúng ta có thể trải nghiệm thử thước lỗ ban online nhé. Một phần mà cũng không bao giờ có thể thiếu được mà em nghĩ là tất cả quý vị đều quan tâm, đó chính là những chương trình khuyến mãi. Thì hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Cho nên nếu quý vị nào có nhu cầu thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Mark Home để có thể nhận được những cái ưu đãi này một cách sớm nhất. Bây giờ thì có lẽ là không chần chờ gì nữa, An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta đến thăm căn nhà của anh Nguyên ở Ninh Bình. Và với căn nhà của anh Nguyên ở đây thì đầu tiên một cái yếu tố mà Nhật An luôn phải chia sẻ quý vị là khi mà chúng ta nhìn một căn nhà đó quý vị, thì quý vị xác định giúp An cái yếu tố đầu tiên, đó chính là căn nhà này sẽ mang phong cách gì. Bởi vì giống như là chúng ta thiết kế về không chỉ là về nhà đó quý vị, mà chúng ta thiết kế bất kỳ cái gì như là từ nội thất đến quần áo chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải xác định cái phong cách mà chúng ta hướng đến, thì cái mẫu nhà hoặc là cái mẫu quần áo đó nó mới xem là chúng ta có hợp với cái thiết kế đó hay không. Thì với nhà của anh Nguyên ở đây rất rõ ràng ha, nếu mà ai mà theo dõi nhiều video do Nhật An review hoặc là đã theo dõi rất là nhiều video của Mark Home rồi sẽ nhận ra ngay, nhà anh Nguyên là một trong những con nhà mang phong cách hiện đại một cách tiêu biểu nhất. Sở dĩ thì An nói căn nhà này mang phong cách hiện đại thì cũng có lý do của nó. An sẽ phân tích những cái đặc điểm hiện đại của căn nhà anh Nguyên để quý vị có thể nắm được. Đầu tiên thì một cái yếu tố hiện đại rất là cơ bản, đó chính là quý vị sẽ thấy cái hình khối của căn nhà hiện đại. Thì thông thường căn nhà hiện đại sẽ có hình khối vuông vức khỏe khoắn và nó sẽ mang đến một cái sự sắp xếp rất là logic về mặt công năng. Và với căn nhà của anh Nguyên ở đây cũng vậy, quý vị thấy là những cái khối nó sẽ liên kết với nhau, nhìn sơ qua thì chúng ta thấy nó giống như nó không có một cái trật tự nào hết, nhưng mà thật sự là đều có sự tính toán rất là kỹ lưỡng của kiến trúc sư. Và sở dĩ nó không có trật tự bởi vì đây là nhà hiện đại mà, họ đề cao về công năng, họ đề cao cái tính ứng dụng cũng như là cái sự độc đáo. Nó khác với những cái nhà tân cổ điển. Nhà tân cổ điển thì thường người ta sẽ đề cao đến những cái nguyên tắc, ví dụ là nguyên tắc đối xứng nè, nguyên tắc về tỷ lệ vàng chẳng hạn. Thì với nhà hiện đại thì chúng ta sẽ bỏ qua hết những cái vấn đề đó ha. Bởi vì quan trọng nhất của cái nhà hiện đại là gì? Đó chính là một cái sự hợp lý. Cho nên với cái nhà anh Nguyên ở đây, quý vị thấy là từng khu vực sẽ được phân chia khác nhau với những gam màu, với những vật liệu khác nhau, nhưng mà đều tạo thành một cái sự hợp lý rất là cao.
Và tiếp theo thì cái tính hiện đại của căn nhà cũng thể hiện qua một phần, đó chính là phần mái nhà. Thật sự thì với căn nhà anh Nguyên ở đây thì chúng tôi xử lý là mái bằng. Và không phải là mái bằng là cái loại mái duy nhất để mà chúng ta thiết kế như căn nhà hiện đại nhé. Cái này em cũng phải làm rõ. Với nhà hiện đại thì chúng ta vẫn còn nhiều loại mái khác. Ví dụ là những loại mái dốc như là mái Thái, mái Nhật hay là mái lệch thì cũng có thể dành cho nhà hiện đại được. Tuy nhiên, nói gì thì nói thì trong tất cả các loại mái đó, loại mái thể hiện rõ nhất cái tinh thần hiện đại modernism cho tinh thần kiến trúc thời thượng, đó chính là mái bằng. Và bên cạnh đó có thể nói là mái lệch, nhưng mà mái lệch thì vì nhiều nguyên do, có thể là vì nó quá khác biệt cho nên là nhiều người họ không thích, hoặc là thậm chí là có thể là người ta tìm hiểu phong thủy thì mái lệch nó có nhiều cái yếu điểm về mặt phong thủy, cho nên là đa phần thì người ta sẽ lại yêu thích cái dạng mái bằng như thế này. Và những cái nhà mái bằng đó quý vị, thì bên cạnh thể hiện được cái phong cách hiện đại rất rõ nét thì nhà mái bằng cũng có cái ưu điểm rất là lớn, ở ví dụ là đó là chúng ta có thể tận dụng được không gian của sân thượng. Nếu những cái nhà mái khác quý vị tưởng tượng chúng ta đặt nguyên cái mái Thái ở trên đây thì cái không gian vốn dĩ có thể làm sân thượng bây giờ chúng ta thành tầng áp mái, thì với những điều kiện thời tiết của Việt Nam của chúng ta nó khác với điều kiện thời tiết ở châu Âu, châu Mỹ, những cái xứ lạnh thì tầng áp mái còn có thể sử dụng được nhiều. Chứ ở Việt Nam thì thật sự nếu mà tầng áp mái thì chúng ta đa phần là làm nhà kho thôi, còn ít ai có thể sinh sống trên tầng áp mái lắm, thì nó lại mất đi cái không gian để mà chúng ta có thể tận dụng, đúng không nào? Thay vào đó, nếu quý vị sử dụng mái bằng như là nhà anh Nguyên ở đây thì nguyên cái không gian sân thượng này chúng ta có thể tận dụng làm rất là nhiều cách quý vị ạ. Nhiều gia đình thì họ sẽ làm đây là cái không gian để mà cả gia đình chúng ta có thể trồng cây nè, hoặc là trồng một cái vườn rau thủy sinh. Đây là một cái điều mà em thấy cũng rất là nhiều gia đình hiện tại yêu thích luôn. Bởi vì thay vì người ta cần một xíu rau, người ta phải đi ra chợ mua, thì thay vào đó người ta trồng. Và thay vì như lúc trước chúng ta phải trồng ở dưới sân, phải đào đất, phải xới đất vân vân, thì khi mà chúng ta trồng thủy sinh thì chúng ta không cần phải lo về vấn đề này, nó cũng sạch hơn và nó không lo ngại vấn đề sâu mọt chẳng hạn. Cho nên là trồng rau thủy sinh cũng là một cái lựa chọn cho nhiều gia chủ khi mà chúng ta sở hữu cái phần mái bằng. Còn nếu như quý vị không muốn trồng rau, chúng ta không có năng khiếu lắm, thì quý vị cũng có thể tận dụng cái tầng này để mà làm cái nơi thư giãn, có thể là bày tiệc nướng barbecue hoặc là nhiều gọi là hoạt động khác với gia đình bạn bè của mình ở trên khu vực này. Cho nên cái đó sẽ tùy thuộc vào sở thích của từng gia chủ thôi nhé. Ngoài ra, nếu mà xét về mặt công năng thì mái bàn nó sẽ cực kỳ tốt khi mà bàn với vấn đề chống cháy quý vị ạ. Bởi vì thật sự là cái việc mà phòng cháy chữa cháy luôn luôn là cái vấn đề chúng ta cần quan tâm cho bất kỳ ngôi nhà nào. Và với nhà mái bằng thì khi mà chúng ta có không gian sân thượng thế này thì cái việc phòng cháy chữa cháy cứu trợ nó cũng diễn ra một cách gọi là thuận tiện hơn. Tiếp theo thì em sẽ nói đến gọi là vật liệu của căn nhà anh Nguyên. Một căn nhà hiện đại thì em đã nói rồi ngay từ đầu ha, tức là chúng ta sẽ không đánh mạnh vào những cái chi tiết trang trí quá cầu kỳ, những nguyên tắc tỷ lệ vàng như là nhà tân cổ điển, nhưng mà chúng tôi sẽ đánh vào gọi là thiết kế cái sự đa dạng về vật liệu cũng như là màu sắc. Với căn nhà này thì quý vị sẽ thấy có những mảng tường chúng tôi ốp gạch chẻ nè, có những mảng tường chúng tôi ốp gỗ nhựa nè, có những mảng tường sơn màu trắng, có những mảng tường lại sơn những cái gam màu khác và nó màu ghi, cho nên tạo thành tổng thể của căn nhà rất là ấn tượng. Bây giờ em sẽ nói một chút xíu về cái phần gỗ nhựa. Quý vị sẽ thấy là có một số khu vực đó, nếu mà chúng ta nhìn sơ thì nhiều quý vị sẽ lầm tưởng đây là chúng ta ốp gỗ thật, đúng không nào? Nhưng thật sự là nếu mà chúng ta ốp ngoài trời đó quý vị, thì ốp gỗ nhựa nó vẫn ưu điểm hơn rất là nhiều so với gỗ thật. Bởi vì gỗ thật thì đương nhiên giá trị kinh tế cao hơn, đương nhiên là gỗ thật nó cũng sẽ gọi là nhìn thì nó sang trọng hơn. Nhưng khi mà chúng ta ốp ngoài trời thì cái việc mà nó có thể bị mối mọt, bị hư hại là có thể xảy ra. Cho nên là thay vào đó thì chúng ta lựa chọn là gỗ nhựa như là căn nhà của anh Nguyên thì nó đảm bảo được cái độ bền chắc hơn cho khu vực này. Bởi vì gỗ nhựa, em ví dụ là gỗ nhựa Conwood đi, thì nó 80% là nó đã là xi măng rồi, chỉ có 20% là cellulose thôi. Cho nên là xi măng thì quý vị rồi ha, đặt ngoài trời thì rất là yên tâm, không có bị mối mọt như là gỗ thật, gỗ tự nhiên. Cho nên là vẫn giữ được cái tông màu gỗ nè, gọi là đúng với concept mà bạn phải 3D làm cho, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính bền cho căn nhà. Ngoài ra thì cũng có một cái bộ phận nó đã thúc đẩy lên gọi là cái tính hiện đại rất nhiều cho nhà anh Nguyên, đó chính là về cái phần lan can của căn nhà.
Quý vị thấy khu vực tầng 2 và tầng 4 của căn nhà chúng tôi sẽ xử lý ở đây chính là lan can kính cường lực. Và Nhật An chia sẻ rất là nhiều lần rồi thì kính cường lực là một cái vật dụng được làm cho rất là nhiều những tòa lan can ở những gọi là ngôi nhà ở thành thị, những ngôi nhà mang phong cách hiện đại như nhà anh Nguyên ở đây. Bởi vì kính cường lực nếu mà chúng ta so sánh với kính thường thì nó cứng gấp 5-6 lần. Và chưa kể nếu mà trong tình huống xấu nhất nó bị vỡ đi, nó cũng vỡ thành những cái mảnh li ti, không gây tính sát thương cao. Ngoài ra về độ bền chắc thì quý vị hoàn toàn yên tâm, nó không hề thua kém bất kỳ một cái vật liệu nào hết. Trước đây chúng ta cứ nghĩ là phải làm lan can bằng bê tông, làm lan can bằng sắt thì mới chắc chắn, nhưng đó là suy nghĩ nó rất là xưa rồi quý vị ha. Hiện đại ngày nay thì người ta hoàn toàn có thể làm bằng kính cường lực mà vẫn yên tâm về độ chắc chắn cho gia đình. Tiếp theo hãy cùng với Nhật An chúng ta sẽ tiến vào bên trong ngôi nhà bằng cách sẽ đọc các hồ sơ thiết kế của căn nhà này để xem ngôi nhà sẽ được phân chia không gian như thế nào. Với ngôi nhà của anh Nguyên ở đây thì quý vị sẽ thấy là công trình là nhà ở gia đình, chủ đầu tư anh Nguyễn Tiến Nguyên, địa điểm xóm 11 Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình. Bên dưới người thực hiện Nguyễn Chí Trung, kiểm duyệt Trịnh Văn Dương, phê duyệt Lê Duy Tuấn. Một lục bản vẽ kiến trúc ngôi nhà sẽ có tổng cộng là 47 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như là ký hiệu số trang bên cạnh để quý vị có thể tra cứu một cách thuận lợi nhất. Và như quý vị có thể thấy đó thì chúng tôi sẽ có đầy đủ các thông tin về chi tiết cửa sổ, máy kính, bằng lát sàn, bằng trần vân vân, đảm bảo là quý vị sẽ hiểu rõ nhất về căn nhà của mình. Bên dưới thì em sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình. Và đúng với tên gọi của nó thì chúng ta sẽ thấy được tổng quan của công trình sắp xây dựng so với tổng quan khu đất cũng như các trục đường giao thông. Thì với ngôi nhà của anh Nguyên ở đây thì quý vị sẽ thấy nè, cái khu đất nó cũng khá là dài quý vị ha. Từ phía đường giao thông mà đi đến cuối khu đất là 49m, một cái con số cũng khá là lớn đó. Và ngôi nhà chúng ta sẽ nằm ở đây và nằm cũng khá là gần với phần đường giao thông. Từ phần mặt tiền mà ta đi ra tới phần đường giao thông ở đây thì chỉ rơi vào tầm khoảng là 10m mà thôi. Tiếp theo chúng ta xác định giúp An đó chính là hướng nhà. Thì quý vị sẽ so sánh cái phần mặt tiền này, ta so sánh với hoa tiêu có chữ B bên góc phải, thì quý vị sẽ nhận ra ngay nhà anh Nguyên sẽ nằm ở hướng, đó chính là hướng Đông Nam. Bây giờ em sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà anh Nguyên. Đây là căn nhà 2 tầng 1 tum, cho nên là em sẽ đọc 3 cái bản vẽ khác nhau. Và với căn nhà này thì đầu tiên chúng ta đọc đến tầng 1 đi. Thì cái yếu tố luôn luôn phải quan tâm đó chính là kích thước, chiều dài và chiều rộng ha. Đây cũng là cái thông số mà mỗi căn nhà sẽ có sự ứng biến khác nhau. Ví dụ quý vị yêu thích mẫu nhà anh Nguyên ở đây, quý vị liên hệ với Mắc Hôn thì chúng ta cũng sẽ căn cứ vào cái diện tích đất thực tế của quý vị để mà chúng tôi sẽ tư vấn xem mà chúng ta nên bố trí gọi là công năng như thế nào, chúng ta nên xây dựng ngôi nhà kích thước như thế nào là hợp lý. Thì mỗi căn nhà sẽ có những cái thông số khác nhau. Với nhà anh Nguyên ở đây thì kích thước chiều dài sẽ là 16,53m, chiều rộng là 8,07m. Và từ đó thì em tính được diện tích sử dụng của cả căn nhà 2 tầng 1 tum là rơi vào tầm khoảng 370m2. Bây giờ bàn về công năng thì quý vị sẽ thấy từ khu vực sảnh chính bước vào sẽ là khu vực phòng khách nè. Phía sau là khu vực phòng bếp ăn nè. Có một phòng ngủ số 1 và cái nhà vệ sinh tiếp kính ở bên trong. Có cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Ngôi nhà sẽ có 3 lối tiếp cận. Một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối phòng ăn đi ra mặt bên và một lối cửa hậu phía sau. Ba lối này sẽ giữ căn nhà luôn luôn thông thoáng và mát mẻ. Ngoài ra tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí một phòng kho nữa nhỏ nhỏ ở đây. Tiếp theo tiến lên cầu thang 25 bậc tương ứng công thức 4N+1 theo phong thủy. Quý vị sẽ đến tham quan tầng 2 của nhà anh Nguyên. Với tầng 2 thì ở phía trước chúng tôi sẽ đặt là một phòng thờ nè, có cửa mở ra ban công nè. Cái ban công rất là to luôn quý vị ha. Và phía sau là khu vực phòng sinh hoạt chung, cũng có lối cửa luôn. Phòng ngủ thì tầng này sẽ có bố trí thêm 3 phòng ngủ nữa. Trong đó phòng ngủ số 2 sẽ là phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, có cả một cái bồn tắm luôn, rất là tiện luôn ạ. Còn lại thì sẽ có một cái nhà vệ sinh chung để cả gia đình có thể sử dụng. Tiến lên tầng cao nhất của ngôi nhà đó chính là không gian tầng tum. Thì đây sẽ là nơi mà chúng tôi bố trí là khu vực giặt ủi nè. Còn lại phía bên ngoài An nói đó chính là khu vực sân thượng, sân phơi của cả gia đình. Chúng ta tận dụng làm rất là nhiều cách khác nhau như An đã chia sẻ lúc nãy khi mà An review về bản vẽ 3D. Bây giờ thì An sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà anh Nguyên. Ở đây thì An sẽ chọn mặt đứng trục CA, đây là hướng nhìn từ mặt tiền căn nhà nhìn vào. Với mặt đứng trục CA thì quý vị nhìn giúp An đầu tiên là về kích thước, chiều cao.
thì từ COS 00 lên đến đỉnh mái là 10,8m, từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn tầng tâm là 3,6m. Ngược lại, từ COS 00 xuống ngược lại sân là 75cm, tướng 5 bậc tam cấp, mỗi bậc sẽ là 15cm. Đây thông số rất là chuẩn và thông số thông thường của bậc tam cấp ở Việt Nam là từ 15 đến 18cm là hợp với bước chân của chúng ta. Ở bên dưới chúng ta sẽ có 5 cái ô hình thoi tương ứng với vật liệu cũng như màu sắc tường sơn khác nhau. Em ví dụ nhé, ô số 1 ở đây là tường sơn màu MH3605T, số 2 tường sơn màu trắng, số 3 tường ốp gạch chẻ, số 4 tường ốp gạch chẻ và số 5 tường ốp gỗ nhựa. Cái gỗ nhựa này thì lúc nãy ngoài bản vẽ 3D em đã nói qua rồi, quý vị có thể tham khảo lại nhé. Bây giờ thì em sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà. Quả thật thì trong mặt bằng mặt đứng mặt cắt thì mặt cắt sẽ là các bạn vẽ nó khó nhìn nhất, nhưng mà em nghĩ là dần dần qua nhiều bài review của em thì Nhật An cũng cung cấp được một số thông tin để quý vị có thể biết cách mà chúng ta cũng có thể xem về cái mặt cắt này như thế nào. Với mặt cắt của nhà anh Nguyên thì chúng ta quan sát những gì? Quý vị nhìn giúp em là ví dụ là sàn tầng 2, sàn tầng tâm thì chúng ta sẽ đổ bê tông nè, cho nên là nó sẽ có cái màu đậm hơn những khu vực khác. Và thật sự cái việc đổ bê tông sàn thì nó cũng rất cần thiết quý vị ạ, nó sẽ giúp sàn chúng ta cứng chắc hơn, đặc biệt là sàn của tầng tâm đó, vì đây là khu vực sân thượng mà, cho nên là khi chúng ta đổ bê tông thì nó chắc chắn hơn cho ngôi nhà. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng phải quan tâm đến vấn đề chống thấm, bởi vì đây khu vực sân thượng ngoài trời cho nên mưa xuống có thể đến bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị không chống thấm tốt thì nó có thể thấm ngược vào trong nhà của mình. Thì đây là cơn ác mộng của tất cả mọi người, đúng không nào? Cho nên là chúng ta phải rất quan tâm đến vấn đề chống thấm cho khu vực sân thượng của mái bằng. Ngoài ra thì nếu quý vị để ý kỹ thì những khu vực nhà vệ sinh nè, hay là khu vực ban công phía trước, hay là khu vực sân thượng luôn, thì chúng tôi đều thiết kế nó sẽ âm sàn một chút xíu. Tức là so với những cái cost bên đây thì quý vị thấy nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho chúng ta tránh hiện tượng nước tràn ngược bên trong nhà chính. Cũng như là ví dụ nhà vệ sinh thì đây là nơi có rất là nhiều uế khí, cho nên là nó sẽ tránh cái việc mà uế khí nó tràn vào không gian chung của căn nhà, nó sẽ tốt hơn về mặt phong thủy. Bây giờ thì em sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà anh Nguyên để xem là ngôi nhà này sẽ xử lý cái loại móng gì. Và với căn nhà của anh Nguyên ở đây, nhìn vào mặt bằng móng ta sẽ thấy được ngay nhà anh sẽ xử lý, đó chính là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200x200mm. Và quả thật thì móng cọc là cái loại móng nó cũng rất là phổ biến với nhiều căn nhà hiện nay, đặc biệt là những căn nhà mà chúng ta xây dựng ở trên những cái nền đất mà tính ổn định rất là kém đó quý vị, giống như là những nền đất bùn lầy nè, hoặc là cái nền đất nó gần với những cái mạch nước ngầm, gần với ao suối sông ngòi, thì chúng tôi vẫn ưu tiên là nên lựa chọn móng cọc, bởi vì móng cọc nó sẽ sâu hơn so với những cái loại móng nông khác, và nó sẽ đảm bảo ngôi nhà của quý vị được chắc chắn hơn, gọi là thời gian sử dụng cũng bền bỉ hơn. Và để lựa chọn là cái loại móng gì thì trước khi bắt tay vào thiết kế cũng như là thi công thì chắc chắn là mắt hôm tôi sẽ có nhân viên xuống để tham khảo đất thực tế của ngôi nhà quý vị, để chúng ta sẽ xem là với cái loại đất đó chúng ta sử dụng cái loại móng gì là hợp lý nhất, thì từ đó mới lên phương án với kiến trúc sư của mắt hôm. Và cuối cùng thì em sẽ review đến hồ sơ điện nước của nhà anh Nguyên. Với hồ sơ điện nước ở đây thì ngày hôm nay em sẽ đọc đó chính là mặt bằng chiếu sáng thông gió của tầng 2. Với mặt bằng chiếu sáng thông gió tầng 2 thì đúng như cái tên của nó, quý vị đã thấy về chiếu sáng thì chúng ta sẽ thấy những cái hệ thống đèn của căn nhà nè. Như khu vực gọi là tất cả khu vực chính luôn, quý vị thấy từ phòng ngủ đến phòng sinh hoạt chung, phòng thờ thì chúng tôi đều chạy những dãy đèn downlight tiết kiệm điện D90, công suất là 7W, mang đến ánh sáng chan hòa hơn cho ngôi nhà. Và thông thường trần của mắt hôm thiết kế đều trần giật cấp, cho nên những cái bóng đèn nó sẽ nằm ớt ẩn vào bên trong, cho nên chúng ta nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ luôn quý vị nhé. Ngoài ra thì quý vị cũng thấy là chúng tôi sẽ đặt một số chiếc đèn khác, ví dụ ngoài ban công đi thì chúng tôi sẽ có một cái chiếc đèn nè, quý vị thấy là đèn ốp trần D250 mặt kính, chúng tôi sẽ đặt ở bên ngoài của ban công của ngôi nhà để mang đến ánh sáng nó khác biệt hơn một chút xíu. Ngoài ra thì liên quan đến thông gió thì quý vị để ý trong những khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ đặt những cái quạt thông gió âm trần kích thước 250x250, đảm bảo là sẽ giữ sự thông thoáng cũng như là tránh đi những cái mùi khó chịu cho những khu vực này.
Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của anh Nguyên ở Ninh Bình, một mẫu nhà hiện đại rất ấn tượng. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà hiện đại này mà muốn thiết kế tương tự thì cần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn qua những số hotline hiển thị trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.